Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Hôm nay chúng ta tiếp tục sang phần 11 của dự án số 3 Cốt phần Appointment Các bạn mở dự án số 3 trên Figma Đây là phần chúng ta sẽ đi cốt Phần này thì khá là nhẹ nhàng Bởi vì gồm toàn những phần chúng ta đã xây dựng từ những phần trước Bao gồm thẻ H2 này có đó là Section Heading Thẻ P Có đó là Section DESC Dùng chung đúng không? Nút bấm A Có, có đó là BTN Chỉ cần dùng Before After Để thêm cái gạch này nữa là xong Chúng ta sẽ ẩn cái khối hôm trước lại với block này ẩn lại bên dưới nốt thêm là appointment dùng thẻ section nó cũng có tiêu đề các bạn dùng thẻ section này class bên trong là appointment bên trong chúng ta dùng lại class container để có kích thước độ rộng 1170 bọc khối này lại bởi một class là tên class là appointment, gạch dưới cái dưới inner tab này bên trong chúng ta có thẻ h2, class là section heading, h2 section gạch ngang heading, thêm một class nữa để chúng ta cốt thuộc tính riêng cho cái nhóm này gọi là appointment, cái dưới heading, có hai class tab này, tiếp theo thẻ p, có class là section gạch ngang DESC Đây là class chung này Bạn thêm một class riêng nữa là appointment Cái dưới cái dưới DESC Tab Cuối cùng chúng ta có một cái nút bấm là thẻ A A này Class là VTN Tab Thang chấm than Copy nội dung Các C này Thẻ H2 Thẻ P Và chữ appointment của nút A rồi các bạn kích vào go Live để xem kết quả Đây nhá Khối này cách bên trên là 170 Cách bên dưới 170 Hôm trước thì chúng ta đã phép đỉnh vào khối bên trên là 85 pixel Để ra giữa rồi Thì hôm nay chúng ta dùng margin 85 pixel Lý do chúng ta dùng margin là bởi vì cái khối này này Các nhìn này Đấy nó có cái nền Và người ta đã đổ nền nằm trong khối rồi Cho nên cái khoảng đệm này này Chúng ta phải dùng margin là 85 trên dưới Class là appointment Kéo dưới Nốt thêm một phần nữa nhá Appointment này Chấm Appointment Margin Trên dưới là 85 pixel Cái phải không Toàn bộ nội dung ở bên trong Các bạn thấy đang căn giữa Đó Kích vào đây lấy cái nền đã Một nền này Tiếp theo này Ở đây Cách bên trên là 100 Đây Cách bên dưới là 100 Cái phải này Là 178 đi Class của khối này Là Appointment Inner Appointment Inner. Heading này. Trên dưới là 100 pixel. Trái phải là 1.8 pixel. Thêm cái màu nền. Và căn giữa tất cả item bên trong nó. Thì dùng. Tích Align. Center. Rồi. Đây là kết quả nhá. Tiếp đến chúng ta làm cái vạch này. Kích vào nó này. Copy thông số này. Cái bây ở sau thẻ H2. Cả đó là Appointment Heading. Còn dùng After nhá. Chấm này, Appointment Heading 4 chấm After Rồi đầu tiên là Content này Để chuỗi rỗng Tiếp theo là dùng Display Block Để nó nhận kích thước Rộng cao này lấy cái màu nền Cách bên trên là 18 pixel Và căn giữa Bình thường căn giữa chúng ta dùng là gì? Margin 0 Và Auto, đúng không? Nhưng bây giờ nó cách bên trên là 18. Thì chúng ta dùng ba đối số. Là bên trên này. Bên trên là 18 pixel này. Trái phải là ô tô này. Và bên dưới là không Được chưa? Chúng ta đã học kỹ phần này ở margin rồi nhá ba đối số này. Trên này. Dưới này. Chỗ này sẽ là trái phải. Rồi. Đây là kết quả này. Nằm ở giữa rồi đúng không? Tiếp đến thẻ P này. Cách bên trên 18. Và có chiều rộng là 617. lát là appointment. DESC. Chấm này appointment. DEC MT18 Tab này Markwit Để là 617 Pixel Đây là kết quả Sau khi chúng ta giới hạn độ rộng của khối block này Thì nó không còn căn giữa nữa Thì tương tự với thằng bên trên Đây các bạn dùng là gì Margin bên trên là 18 Trái phải là auto Và bên dưới là không Để căn giữa Hết rồi đây Rồi căn giữa rồi đúng không Cái nút Cách bên trên là 38. Các bạn thêm class vào đây. appointment. gạch dưới gạch dưới. btn. appointment btn. MT38. Tab lưu lại. Xong rồi. Khi con dẹp xem lại này. Đấy. Mình sẽ đẩy cốt phần này lên git. Phần 11 này. Ok, bài học nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Còn một phần footer nữa là xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.